Dân mạng thích thú với bộ ảnh Lý Hải dắt vợ con đi mò cua bắt ốc, đậm chất nông dân nhân dịp sinh nhật con trai. Đã có chặng đường 10 năm yêu và sống bên nhau, vợ chồng Lý Hải Minh Hà luôn khiến fan ngưỡng mộ về một gia đình hạnh phúc cùng bốn nhóc tỳ xinh xắn đáng yêu. Dù bận rộn với công việc và chuẩn bị bấm máy bộ phim Lật Mặt 3, nam đạo diễn diễn viên vẫn ưu tiên dành thời gian cho bốn con. Anh kể, đi làm về, việc đầu tiên là chơi với các con, anh cùng bà xã Minh Hà cùng đạp xe, đi bơi cùng con. Khi được hỏi về kế hoạch tăng thêm thành viên mới, Lý Hải lắc đầu cho biết, đội hình hai trai hai gái đang đẹp nên chúng tôi sẽ tạm dừng ở đây. Khi cả bốn con Rio, Jerry, Sunny và Mio đã cứng cáp trưởng thành, chắc chắn Minh Hà sẽ quay trở lại với công việc và những dự định mà mình từng ao ước khi đi học. Từng là du học sinh ở Anh Quốc, sau khi trở về, Minh Hà quyết định ở nhà để hoàn thành thiên chức làm vợ làm mẹ. Bởi tuổi đời Lý Hải không còn trẻ, Minh Hà là một trong những bà mẹ chịu khó cập nhật hình ảnh của các con nhất nhì showbiz Việt, vì quan niệm của hai vợ chồng là lưu giữ mọi khoảnh khắc ngọt ngào của các con. Nói về ý tưởng thực hiện bộ ảnh, Lý Hải thổ lộ, ý nghĩa của bộ ảnh là gia đình là quan trọng nhất. Trẻ con không quan trọng giàu nghèo, không cần những thứ mất tiền, chỉ cần ba mẹ dành thời gian chơi cùng các con là các bé sẽ rất vui và hạnh phúc. Rất nhiều trò chơi dân gian mà bé nào các bé cũng thích. Trong buổi đi chụp hình này, Lý Hải Minh Hà đã chỉ cho con làm một buổi sinh nhật dân dã bằng cốc xoài trái cây tự đi hái. Lý Hải còn dẫn các con đi bắt cá và bắt ốc ngoài ruộng. Khi còn nhỏ, Lý Hải ngày nào cũng phải đi bắt ốc bắt cá cho gia đình ăn vì nhà nghèo. Các bé rất vui và còn xin đem ốc về nuôi. Những trò lố khiến khán giả tức mắt của các cặp đôi sao Việt. Giờ đây, dường như khoảng cách đến với sự nổi tiếng của các cặp đôi trong showbiz được rút gọn lại chỉ bằng những chiêu trò như đăng một dòng trạng thái, một phát ngôn, một đoạn clip gây sốc lên mạng xã hội. Team Trương Quỳnh Anh, sau thời gian hoạt động khá yên ắng, tin đồn ly hôn rộ lên đã khiến cái tên Tim và Trương Quỳnh Anh được hâm nóng trở lại. Truyền thông liên tục đưa tin về câu chuyện tình với hàng loạt những điều khó hiểu xung quanh nó. Mới đây trên trang cá nhân, Tim đăng tải hình ảnh được cho là tiết lộ về thời gian tổ chức lễ cưới của anh và bà xã Trương Quỳnh Anh sau nhiều lần thông báo kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng rồi lại vướng vào lùm xùm ly hôn thời gian vừa qua nhưng cũng khiến khán giả bán tín bán nghi. Trên màn ảnh rộng xuất hiện dòng chữ lễ thành hôn kèm tên của Tim và Trương Quỳnh Anh, thời gian diễn ra là ngày 27 tháng 8 sắp tới. Liên hệ với cặp đôi để tìm hiểu thực hư, Trương Quỳnh Anh không có hồi đáp, còn về phía Tim, anh từ chối chia sẻ với lý do Tim đang quay và Tim không thể trả lời thông tin này. Câu trả lời cũng như sự thật quan hệ của cặp đôi này ra sao, đến nay vẫn còn là một dấu chấm hỏi to tướng. Quang Lê và Thanh Bi. Những ngày qua, chuyện scandal ảnh nóng của ca sĩ Quang Lê và nữ diễn viên Thanh Bi lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội khiến rất nhiều khán giả ngỡ ngàng. Thời điểm trước đó, cả hai người rất thoải mái khi chia sẻ ảnh thân mật, thậm chí có những hành động mà mọi người cảm thấy nhức mắt. Không lâu sau đó, cặp đôi này đã công bố chia tay. Theo Quang Lê, lý do khiến anh và người đẹp 9X đổ vỡ tình cảm là vì cặp đôi không có thời gian dành cho nhau và do bạn gái còn quá trẻ. Giọng ca Về Đâu Mái Tóc Người Thương cũng không ngần ngại chia sẻ mối quan hệ giữa anh và Thanh Bi. Chia tay vẫn có thể ngủ cùng nhau khiến cộng đồng ngỡ ngàng. Tôi đi ra Hà Nội vẫn có thể đi ăn với Thanh Bi, thậm chí không phải là bồ vẫn có thể ngủ chung, chuyện rất bình thường, Quang Lê cho hay. Nếu Quang Lê vốn được khán giả yêu mến với giọng hát nữ tính ngọt ngào, thì những ồn ào về chuyện tình cảm với Thanh Bi cùng phát ngôn sốc về tình yêu của anh khiến khán giả thất vọng, mất niềm tin về nam ca sĩ mà mình yêu thích. Subin Hoàng Sơn và Hiền Hồ. Những bàn tán về mối quan hệ tình cảm giữa Subin Hoàng Sơn và Hiền Hồ bắt đầu từ khi xuất hiện hình ảnh thân mật trên mạng xã hội. Đến nay, dù cả hai đã thừa nhận chia tay, nhưng dường như hiệu ứng vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Subin Hoàng Sơn đã lên tiếng thừa nhận từng có thời gian anh và học trò Tóc Tiên tìm hiểu nhau. Nhưng ở thời điểm hiện tại, theo Subin, quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức anh em đồng nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc. Mặc dù cả anh và Hiền Hồ rất buồn trước quyết định này, những ngày qua, nhiều luồng ý kiến thậm chí tranh cãi xoay quanh mối quan hệ giữa Subin và Hiền Hồ. Người thì cho rằng Subin phủ phàng, không biết cách bảo vệ bạn gái nên mới chia tay ngay khi bị phát hiện. Một số khác lại nghĩ rằng Hiền Hồ đang lợi dụng Subin để được nổi tiếng hơn. Dù vậy, theo đánh giá từ các chuyên gia truyền thông,
Một khi người của công chúng phải kể đến scandal để quảng bá cho tên tuổi của mình, thì đó chẳng phải là con đường sáng suốt. Phi Thanh Vân và Bảo Duy. Cuộc tranh cãi giữa Phi Thanh Vân và Bảo Duy kéo dài khiến người hâm mộ lắc đầu ngao ngán. Còn nhớ giữa tháng 1, 2017, Phi Thanh Vân tuyên bố chia tay với Bảo Duy, tuy nhiên cô không tiết lộ lý do dẫn đến sự đổ vỡ. Đến đầu tháng 2, Phi Thanh Vân bất ngờ đăng lên trang cá nhân, tiết lộ Bảo Duy ăn chơi trác táng, quậy phá công việc làm ăn của nữ diễn viên. Thế nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng cô nên giải quyết vấn đề tế nhị hơn, việc vạch áo cho người xem lưng, đưa lên mạng cho cả thiên hạ biết chẳng hay ho gì. Phi Thanh Vân và dòng chia sẻ lên trang cá nhân, Bảo Duy không thua kém gì, anh cũng tố Phi Thanh Vân và cho biết khi đã ra đi với hai bàn tay trắng, Phi Thanh Vân vẫn đòi tiền anh và nói rằng phải trả tiền thì cô mới cho, chồng trẻ gặp con. Anh chia sẻ thêm, Phi Thanh Vân đổ ngược lại cho anh rằng ngoại tình, thậm chí còn đánh anh với rất nhiều vết cào cấu trên cơ thể. Một thời gian ngắn sau đó, Bảo Duy lại tiếp tục công khai tin nhắn nội dung Phi Thanh Vân năn nỉ mình quay lại. Cuối cùng Bảo Duy bộc lộ, cuộc hôn nhân này đã đánh đổi quá nhiều, anh rất tiếc nuối khi hai người đến với nhau hạnh phúc rồi lại ngồi kể tội nhau như thế này. Hiện nay anh đã nhanh chóng lên xe hoa lần 3 với người mới. Bất ngờ cuộc sống của Hạ Vi, Dương Mỹ Linh sau khi chia tay người yêu. Thay vì buồn bã thất tình, nhiều cô gái trẻ như Hạ Vi và Dương Mỹ Linh lại có một cuộc sống thật thú vị khiến fan ngỡ ngàng. Chuyện tình của Hạ Vi, Cường Đô La, Dương Mỹ Linh bằng Kiều gây ồn ào cho truyền thông suốt một thời gian dài. Việc công bố đường ai nấy đi, chỉ có chị em lên tiếng, còn những người đàn ông trong cuộc tỏ thái độ im lặng. Nếu như Bằng Kiều ngại chia sẻ lý do, sợ bị dư luận đánh giá, dùng chuyện riêng tư để PR, thì Cường Đô La một mực không nhắc một lời về Hạ Vi. Trong suốt bài phỏng vấn mới đây, Cường Đô La chỉ nhắc đến mẹ và vợ cũ Hà Hồ với tình cảm thân thiết. Trái với sự lặng lẽ của người cũ, Hạ Vi và Dương Mỹ Linh đã có cuộc sống thật tươi mới. Hạ Vi cứ phải cười thật tươi. Trước khi yêu Cường Đô La, Hạ Vi chỉ là một hot girl, một người mẫu ảnh bình thường. Năm 2015, người đẹp Hải Phòng sánh đôi bên Cường Đô La thì tên tuổi của cô trở nên nổi tiếng. Gắn tên mình với danh nhân phố núi Đào Hoa, Hạ Vi được nhiều người nhắc đến hơn. Cũng bắt đầu từ đây, Hạ Vi được ca ngợi với nhiều danh xưng dễ nghe và nhận được nhiều lời mời tại các sự kiện lớn nhỏ. Chưa hết, trong thời gian yêu Cường Đô La, người đẹp có được vai chính trong bộ phim điện ảnh Tấm Cám Chuyện Chưa Kể. Có nhiều may mắn là thế, nhưng cuộc sống của Hạ Vi vẫn không mấy vui vẻ vì những thị phi trên trời rơi xuống. Cô gái trẻ sinh năm 1993 đã phải đối mặt với việc mất tự do, mất đi sự hồn nhiên của lứa tuổi lẽ ra cô vốn có. Hạ Vi gặp phải những thị phi ác ý như tin đồn là người thứ ba, thảm họa về nhan sắc, đến cả bộ phim cô tham gia cũng bị anti-fan đồng loạt tẩy chay. Hạ Vi đi đâu làm gì cũng bị người khác để ý chỉ trỏ. Đó chính là sự khó chịu của Hạ Vi trong suốt thời gian bên cạnh Cường Đô La. Nhưng trái lại, sau khi chia tay doanh nhân phố núi, Hạ Vi không còn những dòng tâm sự buồn bã. Cô thoải mái chia sẻ dòng trạng thái vui vẻ của mình. Thậm chí Hạ Vi còn đăng những hình ảnh tự dìm bản thân một cách hồn nhiên. Không bị anti-fan hành hạ, Hạ Vi đã quay trở lại những ngày tháng vui vẻ. Người đẹp tập trung vào công việc làm mẫu cho các thương hiệu, thoải mái đi ăn và vui vẻ cùng bạn bè. Cho đến hiện tại, mỗi lần tương tác với fan, cô đều dặn mình cứ phải cười thật tươi đã. Dương Mỹ Linh vui vẻ bên người mới. Cũng như Hạ Vi, Dương Mỹ Linh đã chia tay trong êm ấm với Bằng Kiều. Chính cô cũng là người chia sẻ chuyện đã chia tay với bạn trai Tài Hoa. Lý do chia tay chính là cả hai đã không còn tiếng nói chung. Nhưng đằng sau đó, dân mạng vẫn đồn thổi những thị phi từ người trong cuộc. Ban đầu, Dương Mỹ Linh còn đăng những tâm sự đầy ẩn ý, nhưng sau đó cô đã xóa sạch tất cả để trấn an người hâm mộ. Người đẹp không muốn đẩy mọi việc đi quá xa. Ai cũng biết trong cuộc tình với Bằng Kiều, Mỹ Linh đã từng phải đau đớn chia sẻ. Cô bị nhiều người gọi là kẻ thứ ba, phá vỡ hôn nhân người khác. Hơn 3 năm yêu đương, người đẹp này đã phải chịu đựng quá nhiều thị phi từ phía anti-fan. Cuối cùng cô cũng chia tay. Chỉ sau một thời gian, cuộc sống của Dương Mỹ Linh đã trở lại đầy màu sắc. Người đẹp không còn vấn vương đến những chuyện buồn đã qua, thay vào đó cô vui vẻ bên người mới. Không ai khác chính là cô bạn thân đã ly dị chồng, cựu siêu mẫu Anh Thư. Thay vì buồn chán thất tình như nhiều cô gái khác, thì Dương Mỹ Linh lại dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Cô chịu khó đi chơi khắp nơi và luôn giữ được tinh thần thật vui vẻ, thoải mái.
Mới đây, cô có chuyến đi Mỹ và người đẹp xả stress bằng cách trải nghiệm mạo hiểm. Trên trang cá nhân, Dương Mỹ Linh vui vẻ, chỉ vì muốn check-in mà phải ra nắng chụp, trong vòng mấy giây thôi mà muốn xỉu, nắng cảm giác như không thể thở nổi. Vậy mà hàng ngày có biết bao nhiêu người đến đây chỉ vì nơi này quá đẹp. Mình may mắn đi 2 lần, nhưng thực sự lần này cảm nhận hơn nhiều vì lần trước gió, nên trực thăng không bay được và không đi tàu chạy dưới lòng hồ. Với Dương Mỹ Linh, tất cả những buồn vui của cuộc tình với Bằng Kiều đã qua, hiện tại cô vui vẻ chấp nhận và hài lòng với mọi thứ bản thân mình đang có.